Xin chào tất cả các em học sinh khối 11 thân mến. Hôm nay cô rất vui lại được đồng hành cùng với các em trong tiết 35, bài 25, hệ thống bôi trơn. Để học tốt nội dung bài học thì cô mời tất cả các em học sinh hãy mở sách giáo khoa trang 113 và ghi chép lại toàn bộ những nội dung kiến thức của bài học vào trong vở ghi của mình. Và sau đây thì cô cùng các em sẽ đi nghiên cứu nội dung bài học nhé. Tiết 35, bài 25, hệ thống bôi trơn của chúng ta sẽ gồm có các nội dung chính sau. Nội dung số 1 là nhiệm vụ và phân loại. Nội dung số 2, hệ thống bôi trơn cưỡng bức. Sau đây thì cô và các em sẽ cùng đi nghiên cứu nội dung đầu tiên. Đó chính là phần 1 la mã. Nhiệm vụ và phân loại. Một nhỏ, nhiệm vụ. Để trả lời được nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn thì cô mời các em sẽ cùng suy ngẫm một số câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Khi động cơ đốt trong làm việc thì các chi tiết nào có sự chuyển động tương đối và cọ sát với nhau? Để trả lời được câu hỏi này thì cô mời các em cùng nhớ lại nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong thông qua cái hình ảnh đó là động cơ xăng 4 kỳ đang làm việc. Thế thì thông qua hình ảnh này thì các bạn có thể nhận thấy được những chi tiết mà có sự chuyển động tương đối với nhau. Đó chính là gì ạ? Một là piston với xi lanh. Hai là chốt khuỷu với bạc lót. Ba là chốt piston với lỗ chốt piston. Ở ngoài ra thì các bạn có thể quan sát được chính là ở phần trục cam cũng có sự chuyển động tương đối cọ sát, đúng không ạ, vân vân. Câu hỏi số 2 đó là các chi tiết khi cọ sát với nhau liên tục như vậy thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Ở đây thì nó sẽ sinh ra ma sát, nhiệt độ làm cho nhiệt độ các chi tiết tăng nhanh và các chi tiết sẽ bị mài mòn thông qua sau cái quá trình mà động cơ làm việc liên tục và dài ngày, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để khắc phục hiện tượng đó? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần phải là gì ạ? Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát. Để thực hiện được những cái nhiệm vụ này thì các bạn thấy là trên động cơ đốt trong người ta đã phải bố trí một cái hệ thống, đó chính là hệ thống bôi trơn, đúng không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn chính là gì? Thì ở đây các em lưu ý, nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn đó là đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ và tăng tuổi thọ cho các chi tiết. Chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, đó là phân loại. Trước khi sang phần số 2 thì các bạn cùng quan sát một số cái hình ảnh. Đó chính là hình ảnh dầu bôi trơn, ví dụ như là Castrol, đúng không ạ? Thương hiệu rất là nổi tiếng hoặc là Lotex. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là gì ạ? Ngoài tác dụng bôi trơn thì dầu bôi trơn còn có tác dụng gì? Thì ở đây các bạn lưu ý, dầu bôi trơn nó còn có tác dụng làm mát, tẩy rửa, bao kín và chống dỉ. Tức là trong quá trình mà dầu đi bôi trơn thì đồng thời nó cũng hấp thụ nhiệt của các chi tiết nên là có thể làm mát rồi tẩy rửa, chống dỉ. Ngoài ra có tác dụng bao kín, tức là nó sẽ góp phần tạo không gian vùng cháy, vùng đốt của động cơ một cách kín khít hơn. Đó chính là cái vị trí khe hở giữa piston với xi lanh. Đây chính là tác dụng của dầu bôi trơn. Chúng ta cùng đi sang phần 2 nhỏ là phân loại. Thì theo phương pháp bôi trơn thì hệ thống bôi trơn sẽ được chia làm 3 loại. Một là bôi trơn bằng vung té, hai là bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu và cách thứ ba là bôi trơn cưỡng bức. Vậy thì ở từng phương pháp bôi trơn này như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát hình ảnh minh họa sau. Thứ nhất là phương pháp bôi trơn bằng vung té. Phương pháp bôi trơn bằng vung té thì các em lưu ý đó là đây là cái phương pháp mà nó sẽ lợi dụng chuyển động quay của các chi tiết như là má khuỷu, đầu to thanh truyền, bánh răng vân vân để múc dầu trong các te té lên bề mặt của các chi tiết và dầu đọng sẽ bám vào bề mặt của các chi tiết hoặc là lỗ hứng dầu rồi nó sẽ chảy vào các bề mặt ma sát. Như vậy chúng ta thấy rằng cái phương pháp bôi trơn bằng vung té này thì hiệu quả bôi trơn nó không được cao,
không được đạt mức tối đa 100%, đúng không ạ? Phương pháp thứ hai các bạn quan sát đó chính là phương pháp pha dầu bôi trơn và nhiên liệu. Trong phương pháp này thì người ta sẽ ứng dụng ở động cơ xăng 2 kỳ. Do là các te phải dùng để nén hòa khí nên không thể chứa dầu bôi trơn. Vì vậy, người ta đã pha một cái lượng dầu bôi trơn vào nhiên liệu xăng với cái tỷ lệ là từ 3 cho đến 5%. Và khi vào trong các te thì các hạt dầu bôi trơn có trong hòa khí sẽ đọng bám vào bề mặt của các chi tiết cần bôi trơn hoặc là lỗ hứng dầu rồi chảy vào các bề mặt ma sát. Như vậy thì cái phương pháp bôi trơn này cũng không đạt được cái hiệu quả 100% cho các để đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát, đúng không nào? Chúng ta chuyển sang cái phương pháp số 3, đó là phương pháp bôi trơn cưỡng bức. Trong phương pháp bôi trơn cưỡng bức thì các bạn lưu ý đó là gì ạ? À, ở hệ thống bôi trơn cưỡng bức người ta sẽ sử dụng bơm dầu. Sử dụng bơm dầu để hút dầu từ các te đẩy vào hệ thống đường ống dẫn dầu, cung cấp bôi trơn cho tất cả các bề mặt ma sát trong động cơ khi mà động cơ làm việc. Nó sẽ bắt cái bơm dầu là nó sẽ bắt buộc dầu bôi trơn phải đi đến tất cả các bề mặt ma sát để bôi trơn cho các chi tiết cần phải bôi trơn. Vì vậy mà cái phương pháp này hiệu quả của nó sẽ đạt mức tối đa 100%. Và cái từ cưỡng bức ở đây có nghĩa là gì ạ? À, bơm dầu, hệ thống có sử dụng bơm dầu bắt buộc dầu bôi trơn phải đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát. Do vậy ở đây người ta gọi là hệ thống bôi trơn cưỡng bức là như vậy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đi nghiên cứu kỹ hơn xem là cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức như thế nào. Chúng ta chuyển sang phần 2 và cô cũng lưu ý luôn với các bạn đó chính là phương pháp bôi trơn cưỡng bức chính là phương pháp bôi trơn phổ biến nhất hiện nay mà người ta đang sử dụng. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, cấu tạo. Các em cùng quan sát hình 25.1 trong sách giáo khoa sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức. Ở đây thì các em lưu ý nó có 12 cái chi tiết mà người ta chú thích cho chúng ta. Bộ phận số 1 đây chính là các te dầu. Bộ phận số 2 là lưới lọc dầu. Bộ phận số 3 là bơm dầu. Bộ phận số 4 van an toàn bơm dầu. Bộ phận số 5 bầu lọc dầu. Bộ phận số 6 là van khống chế lượng dầu qua két. Và bộ phận số 7 két làm mát dầu. Số 8 là đồng hồ báo áp suất dầu. Số 9 là đường dầu chính. Số 10 đường dầu bôi trơn trục khuỷu. 11 là đường dầu đi bôi trơn trục cam. Và 12 là đường dầu đi bôi trơn các bộ phận khác. Như vậy trong sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức thì chúng ta thấy hệ thống sẽ gồm có 4 bộ phận chính. Thứ nhất là các te dầu. Thứ hai là bơm dầu số 3. Thứ ba là bầu lọc dầu số 5. Và thứ tư là các đường ống dẫn dầu, gồm có số 9, số 10, số 11 và số 12. Vậy ở đây các bạn chốt lại cho cô về mặt cấu tạo thì nó sẽ gồm có các bộ phận chính. Một là các te. Các te sẽ có nhiệm vụ là chứa dầu bôi trơn. Bộ phận số 2 chính là bơm dầu. Đây chính là hình ảnh cấu tạo của bơm dầu. Bơm dầu sẽ có nhiệm vụ hút dầu từ các te để đẩy vào hệ thống đường ống dẫn dầu. Bộ phận số 3 là bầu lọc dầu. Thì bầu lọc dầu ở trong hình vẽ này là kiểu bầu lọc ni tâm. Các bạn thấy là nó sẽ có nhiệm vụ lọc sạch cặn bẩn có trong dầu bôi trơn trước khi mà cung cấp vào hệ thống đường ống dẫn dầu. Như vậy ở đây, trước khi mà cung cấp vào hệ thống đường ống dẫn dầu thì dầu đã được lọc sạch cặn bẩn, tránh hiện tượng là dầu ở của chúng ta sẽ bị tắc. Các cái cặn bẩn nó sẽ làm cho tắc cái hệ thống đường ống dẫn dầu. Bộ phận số 4 đó là các đường dẫn dầu. Các đường dẫn dầu thì sẽ có nhiệm vụ là dẫn dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát. Ngoài ra thì hệ thống sẽ còn có thứ nhất là két làm mát dầu, chính là chi tiết số 7. Thì ở đây các em thấy là két làm mát dầu nó sẽ có rất nhiều đường ống nhỏ. Và khi đó thì nước khi mà đi làm mát cho động cơ thì đồng thời nó cũng sẽ đi qua cái phần két làm mát dầu này và nó làm mát cho dầu trước khi mà đi bôi trơn cho động cơ. Bộ phận tiếp theo đó là van an toàn bơm dầu số 4.
Thế thì cái van an toàn bơm dầu số 4 nó sẽ có cấu tạo và nguyên lý làm việc như nào? Thì các em thấy là về mặt cấu tạo thì cái van an toàn bơm dầu số 4 nó sẽ gồm có một cái viên bi và cái lò xo. Ngoài ra thì nó còn có cái phần vít để điều chỉnh. Vít để điều chỉnh cái sức căng của lò xo này. Và đây các em thấy là khi nguyên tắc hoạt động thì cái van an toàn bơm dầu này nó sẽ hoạt động như sau này. Khi mà bơm dầu, khi động cơ làm việc thì bơm dầu luôn luôn hút dầu từ các te để cung cấp vào hệ thống đường ống dẫn dầu. Và trong quá trình mà động cơ làm việc liên tục và đặc biệt là những cái quá trình mà khi động cơ tăng tăng tốc hoạt động với tốc độ cao thì ở đây bơm dầu sẽ được đẩy vào hệ thống đường ống dẫn dầu nhiều hơn, đúng không ạ? Và khi đó thì cái áp suất dầu trong đường dầu chính ý, nó sẽ tăng lên. Và khi áp suất mà vượt quá giới hạn định mức, vượt quá giới hạn định mức, tức là cái áp lực dầu ở đây nó sẽ thắng được sức căng của lò xo và làm cho viên viên bi nó sẽ di chuyển đẩy sang bên phải, hay nói cách khác là lò xo của chúng ta lúc này nó sẽ bị nén lại và nó sẽ mở cái van an toàn này, nó sẽ mở ra và dầu sẽ một phần sẽ chảy về trước bơm. Thế còn khi mà áp suất dầu nhỏ hơn, trở về nhỏ hơn giới hạn định mức ấy, thì cái lò xo này nó sẽ giãn ra, nó thắng được sức sức áp suất dầu, đúng không? Lực do áp suất dầu sinh ra và nó sẽ giãn ra đẩy cho cái van an toàn này đóng lại. Đây chính là cái nguyên tắc hoạt động của van an toàn bơm dầu. Vậy ở đây các bạn chốt lại cho cô đó là gì ạ? Van 4 sẽ hoạt động dựa vào áp suất của dầu bôi trơn trong đường dầu. Khi áp suất dầu lớn hơn áp suất định mức thì van 4 sẽ mở. Bộ phận tiếp theo đó là van khống chế lượng dầu qua két số 6. Tức là van này nó sẽ có chức năng nhiệm vụ là gì ạ? Khống chế cái lượng dầu đi qua két nhà mát số 7. Các bạn cùng quan sát cái phần mô phỏng cấu tạo và nguyên lý làm việc của van khống chế lượng dầu qua két số 6. Thế ở đây khi mà nhiệt độ thấp thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái hộp xếp gắn với một cái viên bi. Khi mà nhiệt độ của dầu cung cấp vào hệ thống đường ống dẫn dầu còn thấp, nhỏ hơn cái giới hạn là nhiệt độ định mức, tức là 80 độ C, lúc này nó đảm bảo được cái độ nhớt của dầu, chất lượng của dầu nó lúc này sẽ là tốt. Thì cái hộp xếp này nó sẽ xẹp và nó sẽ viên bi này nó sẽ mở cái phần đường van này để cho dầu đi qua cung cấp vào đường dầu chín. Thế nhưng mà khi mà nhiệt độ của dầu bắt đầu cao quá giới hạn định mức, tức là trong quá trình mà dầu đi bôi trơn thì nó đồng thời là làm mát cho các chi tiết, tức là nó hấp thụ nhiệt các chi tiết. Vậy thì khi mà trở về các te thì dầu nó lại bị nóng. Khi đi đến cái van số 6 này, khi mà cung cấp đến cái van số 6 này thì nó sẽ làm cho cái hộp xếp này của ta, do bên trong nó chứa cái chất khí dễ bãi hơi nên khi mà nhiệt độ cao thì nó quá 80 độ C thì cái chất khí này nó sẽ nóng lên và nó bay hơi làm cho giãn lở cái hộp xếp này ra và cái viên bi này chúng ta sẽ đóng cái van này lại, ngăn không cho dầu đi qua van số 6 và bắt buộc nếu mà xét về cái nguyên lý hoạt động của hệ thống thì lúc đó thì nó sẽ bắt buộc phần dầu bôi trơn phải đi qua két số 7 để hạ nhiệt độ trước khi mà đi làm mát cho xin lỗi trước khi mà đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát. Như vậy về mặt nguyên lý làm việc thì van số 6 sẽ hoạt động dựa vào nhiệt độ của dầu bôi trơn. Khi nhiệt độ của dầu lớn hơn nhiệt độ định mức thì van số 6 này sẽ đóng lại. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong về mặt cấu tạo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là nguyên lý làm việc. Thì về mặt nguyên lý làm việc thì hệ thống bôi trơn cưỡng bức sẽ được chia làm 3 trường hợp sau. Trường hợp số 1 là khi hệ thống làm việc bình thường. Trường hợp số 2, áp suất dầu khi áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép. Và trường hợp số 3 là khi nhiệt độ của dầu cao quá giới hạn cho phép. Chúng ta sẽ đi xét từng trường hợp một. Trường hợp đầu tiên đó là khi hệ thống làm việc bình thường. Các bạn cùng quan sát sơ đồ mô phỏng. Lúc này bơm dầu sẽ hoạt động hút dầu từ các te cung cấp đến bầu lọc dầu.
Tại đây dầu sẽ được lọc sạch cặn bẩn. Và ở trong trường hợp làm việc bình thường, tức là nhiệt độ dầu nhỏ hơn nhiệt độ định mức, nên van số 6 sẽ mở ra để cung cấp dầu vào đường dầu chính đi bôi trơn cho trục khuỷu, trục cam, các bộ phận khác, và dầu lại được trở về theo đường dầu hồi về các te. Vậy ở đây chúng ta có thể chốt lại nguyên lý làm việc trong trường hợp số 1, đó là khi hoạt động hệ thống hoạt động bình thường thông qua cái sơ đồ sau. Đó là dầu từ các te số 1 được bơm dầu 3 hút, đúng không ạ? Để cung cấp tới bầu lọc dầu số 5, qua van khống chế dầu qua két số 6, cung cấp vào các đường dầu chính số 9 đi bôi trơn cho trục khuỷu số 10, bôi trơn cho trục cam số 11 và các bộ phận khác số 12. Đấy, đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát. Sau đó thì dầu lại hồi trở về các te dầu. Chúng ta cùng chuyển sang trường hợp số 2. Khi áp suất dầu vượt quá giới hạn, thì các bạn thấy là bơm dầu hút dầu từ các te đẩy vào bầu lọc dầu. Tại đây dầu sẽ được lọc sạch, một phần sẽ dầu sẽ hồi về các te, do đây là kiểu bầu lọc dầu ly tâm. Và lúc này thì van 6 vẫn mở do nhiệt độ dầu nhỏ hơn định mức. Nhưng mà khi các bạn thấy là đồng hồ báo áp suất dầu đã báo đó là áp suất của dầu vượt quá giới hạn định mức, thì lúc này do áp lực của dầu lớn thắng sức căng của lò xo số 4, nên cái van 4 này xo nó sẽ mở ra để cho một phần dầu chảy về trước bơm. Khi đó thì khi mà nó tiếp tục chảy về trước bơm như vậy thì nó sẽ bảo vệ được, tránh hiện tượng là bơm ta nó sẽ bị quá tải, cứ làm việc liên tục để đẩy dầu vào hệ thống đường ống dẫn dầu. Và khi mà cái lượng dầu chảy về các te đủ lớn để đảm bảo là áp suất dầu trở về nhỏ hơn cái giới hạn định mức, thì hệ thống lại quay trở lại trường hợp số 1, đó là lại quay trở lại hoạt động như bình thường. Ở đây trường hợp số 2 chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn như sau. Đó là khi áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép, thì van 4 sẽ mở một phần dầu chảy về trước bơm và làm cho áp suất dầu trong đường dầu sẽ giảm. Và khi đó thì hệ thống sẽ tiếp sau cái trường hợp số 2 này thì hệ thống sẽ quay trở lại làm việc bình thường. Trường hợp số 3, đó là khi nhiệt độ dầu cao quá giới hạn cho phép, tức là nhiệt độ dầu lớn hơn 80 độ C đấy, thì bơm dầu lúc này hoạt động hút dầu từ các te. Các bạn thấy lúc này thì nhiệt độ dầu cao, biểu thị màu cam, qua bầu lọc. Và lúc này do nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định mức nên cái van 6 này nó sẽ đóng. Phần hộp xếp nó giãn nở, đóng. Và dầu bắt buộc đi qua két làm mát. Đi qua đây thì hạ nhiệt độ dầu, đúng không ạ? Dầu lại trở lại màu xanh. Đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát như ở trục khuỷu, trục cam, các bộ phận khác. Rồi lại quay trở lại các te. Như vậy ở đây thì trường hợp này nó chỉ khác ở trường hợp số 1, đó là van số 6 đóng lại. Và dầu sẽ phải đi qua két làm mát trước khi mà cung cấp vào được dầu chính để đi bôi trơn cho các bề mặt ma sát. Vậy đây chúng ta có thể tóm tắt lại trường hợp số 3 như sau. Bơm dầu số 3 sẽ hút dầu từ các te 1 đẩy vào bầu lọc dầu số 5. Lúc này van 6 đóng. Dầu sẽ đi qua két làm mát dầu để hạ nhiệt độ trước khi cung cấp vào các đường dầu chính 9, số 10, số 11, số 12 để bôi trơn cho các bề mặt ma sát. Sau đó thì dầu lại theo đường hồi dầu để trở về các te. Như vậy thì chúng ta đã vừa nghiên cứu xong nội dung của bài học. Ở đây thì các em cần chú ý đó là chúng ta sẽ phải thay dầu cho xe máy, hoặc tương tự như vậy đối với ô tô chúng ta cũng cần phải thay dầu. Thế thì đối với xe máy thì các bạn lưu ý đó là thời điểm thay dầu là sau khi mà chúng ta đi được khoảng 2.000 km đối với xe số, hoặc là 4.000 km đối với xe ga. Thì khi thay dầu sau khi mà xe hoạt động, thì trường hợp xe mà không hoạt động thì chúng ta phải đổ máy không tải 10 cho đến 15 phút. Thứ ba đó là chúng ta khi mà thay dầu thì chúng ta sẽ tháo dầu bằng cái ốc xả dầu. Sau đó thì cần phải tra dầu theo đúng mã hiệu và đủ lượng quy định, tức là 0,8 lít vào cái lỗ đục dầu. Một lưu ý nữa là để bảo vệ
môi trường thì chúng ta cần phải xử lý dầu thải, chứ không xả trực tiếp ra môi trường để tránh làm ảnh hưởng cho môi trường. Thế nên về nhà cô sẽ yêu cầu các bạn đó là học toàn bộ nội dung bài học, trả lời câu hỏi sách giáo khoa và đọc trước nội dung bài số 26, đó là bài hệ thống năm mát. Bài học của chúng ta thì kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học lần sau.